tiếp tục đến với nội dung bộ phim Luyện Khí 10 Vạn Năm. Nội dung phim được mình đăng trên website dưới phần bình luận, các bạn muốn đọc có thể ghé qua nhé. Con yêu thú xuất hiện trước mặt mọi người, Độc Cô Đình Phong tỏ ra hứng thú, hắn lập tức cầm thương xông lên đánh địch. Hiển nhiên là tên này đang muốn thể hiện sức mạnh của mình. Cô bé kia thấy vậy liền mỉa mày, tên này đúng là lỗ mãng, đây là hung thú kịch độc vô cùng, ngay cả cô cũng không cách nào đối phó, sao hắn có thể đánh lại được. Tuy hắn không bị kịch độc của con yêu thú ảnh hưởng, còn thực lực thì đúng là không bằng nên nhanh chóng bị chèn ép. Từ Dương vừa nhìn cái liền biết rõ nguồn gốc và sức mạnh của yêu thú. Nó được gọi là u hồn thú, vậy nhưng không phải là bản thân yêu thú lợi hại mà thượng cổ độc đan trong cơ thể khiến nó biến dị. Vừa thốt ra đã nói hết bí mật của cô bé khiến cho cô cũng rùng mình. Cứ cảm giác là mình bị tên luyện khí kỳ này nhìn thấu vậy. Thượng cổ độc đan là do tông chủ Thiên Phong Tông luyện chế ngàn năm trước. Muội muội của tông chủ Thiên Phong Tông là khổng linh sở hữu độc thể trời sinh. Vì gia tộc không dung nên độc đan đó chính là dùng để kìm hãm độc tính trong cơ thể cô ấy. Hắn trực tiếp nói ra lai lịch của cô bé áo tím chính là muội muội của khổng linh. Lời này làm cho cô nàng cũng bất ngờ, rốt cuộc tên thanh niên này là ai, sao có thể biết rõ như vậy. Còn chưa kịp trả lời thì Độc Cô Đình Phong đã bị đánh bại. Nàng ta nhìn thấy tình thế không ổn liền lao ra chủ động ngăn cản yêu thú để tranh thủ thời gian cho bọn họ rời đi. Vậy nhưng bọn họ không những không rời đi mà bộ dạng còn vô cùng ung dung. Từ Dương thì lập tức xuất hiện trước mặt. Điều này càng làm cho cô nàng cảm thấy toang rồi, ban đầu chỉ là muốn trêu chọc bọn họ mới dẫn họ tới đây. Ai mà biết được tên luyện khí kỳ này xuất hiện trước mặt mình nhanh như vậy. Còn đang lo lắng thì yêu thú đã lao tới trước mặt Từ Dương, vì không dám nhìn hắn bị nuốt chửng nên cô nàng vội vàng bịt mắt lại. Ai ngờ khi được gọi mở mắt ra thì hắn không những không sao, còn trực tiếp dùng trận pháp khống chế u hồn thú lại. Vì độc đan đã dung hợp thành một thể với yêu đan con yêu thú này, không thể trực tiếp giết nó được mà phải tách độc đan ra. Hắn rút kiếm, vô số gió lốc lập tức tụ tập lại tạo thành cơn lốc xoáy cuốn bay yêu thú, sau đó mới vung kiếm khí chém nó thành bã. Cuối cùng là thủ lấy độc đan đưa nó cho cô, sau khi phục dụng có thể giúp thực lực tăng tới nguyên anh sơ kỳ. Đồng thời độc đan cũng sẽ giúp khí độc trong cơ thể cô không bị rò rỉ ra ngoài. Cô muốn biết lai lịch của Từ Dương, hắn chỉ thản nhiên đáp, phương thuốc của độc đan này chính là do hắn tặng. Nàng ta nghe vậy liền nhận ra người thanh niên trước mặt này chính là lão tổ nên quỳ xuống nhận tội. Hóa ra tên của nàng ta là Khổng Viêm, trước đó không biết nên có ý trêu đùa với hắn. Từ Dương không trách tội mà chỉ muốn hỏi thăm chuyện của vạn năm trước. Khổng Viêm cũng không rõ, nàng chỉ biết bầu trời lúc đó toàn là một màu đỏ. Tuy hắn không biết rõ nguyên nhân, vậy nhưng đây cũng là manh mối quan trọng. Bọn họ nhanh chóng quay về, lần này thu hoạch vô cùng tốt, đi một chuyến mà lấy được tận hai hòm bảo vật. Từ Dương vừa định tiến vào bên trong phòng thì phát hiện có kẻ đang nghe lén. Hắn dậm chân một cái bạo phát khí thế ra xung quanh. Tên đang nghe lén lập tức bị đánh cho lộ mặt. Hắn ta chính là Lưu Tam Long, công pháp ẩn thân của hắn ngay cả động thiên kỳ đều không thể nhận ra. Cho nên hắn vô cùng thắc mắc tại sao tên luyện khí kỳ kia lại bị phát hiện. Giờ đã bị lộ mặt, như vậy chuyện mà hội trưởng phái hắn đến nghe ngóng e là không hoàn thành được rồi. Gã ta tiếp tục dùng công pháp biến mất, có thể tránh thoát được tầm mắt của mọi người, chỉ là không thể qua mắt được Từ Dương. Hắn tung một đòn đánh bay Lưu Tam Long, phế tu vì gã rồi ném ra đường Tề Châu. Hành động này chính là đang dằn mặt kẻ đứng sau, để cho bọn chúng biết Thiên Lam Tông không thể trêu chọc được. Biết tin, hội trưởng Trương Song Thiên vô cùng phẫn nộ, trước đó đã cướp đi Phương Thiên Kiếm, giết chết Triệu Long, còn đánh phế Lưu Tam Long. Bây giờ còn ở sân đấu xá linh bảo của lão tuyền người không kiêng nể gì cả, đây đúng là đang ngồi trên đầu lão mà. Lão tức giận, hạ lệnh truy nã cho kẻ nào giết được Từ Dương liền được thưởng 1000 vạn kim châu, 100 viên linh đan. Ngoài ra còn yêu cầu tên người hầu đến Ma Vân Tông báo tin cho một kẻ gọi là Triệu Bạch rằng đệ đệ của hắn đã bị Từ Dương giết chết rồi. Mục đích của lão chính là đang muốn mượn tay Triệu Bạch để giết người. Ngư Tâm Nương là một ít bánh, đang trên đường mang bánh tới cho lão tổ thì đụng mặt Đặng Huyền, người quen cũ của Ngư Tâm Nương, thực lực mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Hắn ta bày tỏ rõ ý định đến đây giết Từ Dương, tiêu diệt Thiên Lam Tông. Ngư Tâm Nương bày tỏ rõ khoảng cách, bây giờ Thiên Lam Tông chính là nhà của mình, không còn liên quan tới bọn họ nữa. Cô định chạy đi thông báo cho mọi người, vậy nhưng chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị Đặng Huyền khống chế. Hắn trực tiếp ném Ngư Tâm Nương vào bên trong, sau đó trực tiếp xuất hiện khiêu khích. Muốn gặp mặt lão tổ của bọn họ, các đệ tử lập tức lao lên. Đáng tiếc là chưa kịp biểu diễn thì đã bị đánh cho bất tỉnh. Lăng Thanh Thủ, Độc Cô Đình Phong cũng xông lên đánh địch. Vậy nhưng thực lực tên này quá mạnh, chỉ tiện tay đã đánh cho hai người sấp mặt. Đồng lúc hắn đắc chí thì Từ Dương đã xuất hiện. Hắn bộc phát khí thế đã chấn áp khiến tên kia phải quỳ xuống, áp lực giống như 1000 cân đè nặng lên người. Sau đó bị lực lượng khủng bố đánh thẳng vào người, thân thể hóa thành tro bụi.
Hành động vừa rồi đã khiến cho hắn tức giận, đã lên tiếng cảnh cáo rồi mà bọn chúng vẫn muốn chèn ép. Cho nên lần này, hắn sẽ không ngồi yên nữa mà chủ động tìm tới tính sổ, giải quyết một lượt cho xong đi. Lúc này hội đấu giá đang diễn ra, đám người ở đây đang ra giá mua một thanh kiếm thì Từ Dương đi tới ra giá 100 vạn kim châu, làm cho bất cứ ai ở đây cũng choáng váng. Đây chính là ra giá gấp 100 lần giá của bọn họ rồi. Lão gia chủ trì cuộc đấu giá Tường Sơn Nam chính là tên nhà quê nào đó đang muốn thể hiện. Xem ra lừa được một con gà béo rồi, tuy nhiên lão ta sớm thất vọng, Từ Dương lập tức đốt thanh kiếm thành tro bụi. Hành động này chính là muốn gây chuyện, mà nam chính cũng không muốn giấu giếm nên trực tiếp bày tỏ ý định đến đây tính sổ. Lão già kia hoảng sợ bỏ chạy, Từ Dương đương nhiên sẽ không để cho lão ta làm như vậy nên trực tiếp giết chết. Sau đó yêu cầu hai tên đang ẩn núp ra mặt. Kẻ mới đến là người của Ma Vân Tông, thực lực đều là nguyên anh. Trong số đó có một tên là anh trai của Triệu Long. Lần này đến đây để đòi mạng, cả hai cùng lúc công kích Từ Dương, hai ngọn lửa nóng rực nhanh chóng bao trùm lấy nam chính. Được biết rằng bất cứ kẻ nào chúng phải vạn ma viêm của bọn họ đều sẽ biến thành trò. Vậy nhưng Từ Dương thì vẫn toàn thầy, không hao tổn một sợi tóc. Bọn chúng phẫn nộ rút kiếm tấn công, Từ Dương chỉ cần hai ngón tay đã chặn đánh cho chúng sấp mặt. Sau đó tiện tay giáng môi trường xuống hai người. Đấu giá hội bị đánh thủng một lỗ dưới nền để lộ ra gian phòng bí mật. Tất cả bảo bối đều cất giấu ở dưới này. Hắn chậm rãi quan sát những món nào có ích mới thu lấy. Ở dưới này cũng được bố trí pháp trận. Ngay khi tiến vào vị trí, lão già hội trưởng lên phát động trận pháp. Một sợi xích cứng rắn nhô lên cuốn chặt lấy hắn, định ép cho hắn thành trò. Bù một cái, mọi thứ xung quanh bị vụ nổ lớn phá hủy. Lão già hội trưởng vui mừng vì cuối cùng đã tiêu diệt được tiền luyện khí kỳ này. Thế nhưng, mới vui sướng được vài giây thì đã phải hoảng hốt vì nam chính vẫn sống sờ sờ. Từ Dương tiễn lão ta về đất mẹ, sau đó đốt luôn phòng đấu giá linh bảo. Sau này Tề Châu sẽ không còn cái tên này nữa. Tất cả bảo vật của Vân Sơn Tông và bí cảnh Tề Châu đều bị Thiên Lam Tông thu lấy. Cho nên rất nhiều người đã đỏ mắt. Bọn họ tổ chức đi cướp đoạt, Từ Dương đang trên đường trở về thì đụng phải nhóm tu sĩ. Bọn họ còn cho biết mình đang ở đây chặn đường không cho ai tiến vào. Số khác huynh đệ thì đang ở Thiên Lam Tông cướp bóc. Từ Dương nghe vậy liền tức giận và đương nhiên sẽ tiễn đám này xuống đất mẹ. Lúc này tại Thiên Lam Tông, đám tu sĩ giang hồ và đệ tử tông môn đang giao chiến kịch liệt. Đã có vô số người ngã xuống, phía Thiên Lam Tông phản công kịch liệt. Còn phe giang hồ thì Hồ Hào cố gắng kiên trì thêm chút nữa, tiếp viện đang ở dưới núi rồi. Tên Hồ Hào nhanh chóng bị bao vây, giữa tình thế nguy hiểm này, gã ta liền cứng rắn uy hiếp. Hơn 20 kim đan kỳ sắp tới rồi, dám đụng vào gã thì các huynh đệ của gã nhất định sẽ săn bằng Thiên Lam Tông. Vừa dứt lời thì Từ Dương đã lên tiếng, sau đó ném ra mấy chục viên kim đan tu sĩ. Mấy huynh đệ mà gã ta nói đều nằm ở đây cả rồi, vì bọn họ đều là huynh đệ nên hắn cũng rất sẵn lòng tiễn tên này lên đường cùng nhau. Tới đây thì trận chiến chấm dứt, vậy nhưng vừa mới tránh được rắc rối này thì rắc rối khác lại tới, mà lão già đi đột nhiên xuất hiện. Bọn họ là người của quận chủ Thiên Võ Quận, lần này đến là để cho Thiên Lâm Tông một cơ hội phụ thuộc vào Thiên Võ Quận. Quận chủ khai ân, nguyện ý tiêu số tiền lớn thuê một luyện khí kỳ như Từ Dương. Cho dù Thiên Lâm Tông đã quật khởi, vậy nhưng bọn họ vẫn không để điều đó vào trong mắt. Đồng ý tận hiến cho bọn chúng thì mấy đám tôm tép giang hồ hay Ma Vân Tông sẽ không dám tìm tới báo thủ nữa. Thậm chí mỗi người còn có thể lĩnh 1.000 kim châu mỗi tháng để tiêu xài. Để bày tỏ sự trung thành thì chỉ cần uống bình thuốc độc. Sau đó mỗi tháng sẽ được quận chủ ban cho thuốc giải. Từ Dương liền cầm lấy lọ thuốc và khinh thường độc dược không đủ nên muốn khổng viêm tăng thêm chất độc. Độc cô đình phòng trực tiếp nghiền ép lão ta uống. Bây giờ cái mạng của lão chỉ còn 1 giờ nữa mà thôi. Hắn yêu cầu đám người này quay về nói với quận chủ. Nếu còn có ý đồ với Thiên Lam Tông một lần nữa, thì tên quận chủ đó sẽ không còn mạng đâu. Dứt lời, liền vẫy tay đưa bà lão già bay ra ngoài tông môn. Từ Dương biết phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều, nên cũng muốn đệ tử tăng thực lực nhanh. Hắn ban cho mấy tên đệ tử đang dược giúp bọn họ tăng tu vi. Các đệ tử mới nhập môn đều sắp đột phá, tin tức này khiến cho dân chúng chấn động. Từ Dương cũng biết bên ngoài tông môn đang có một đám người dòm ngó quan sát, vậy nhưng mặc kệ, thậm chí còn lợi dụng bọn họ phân tán tin tức để thu hút thêm nhiều đệ tử gia nhập. Việc lão tổ Thiên Lam Tông có thể giúp đệ tử thăng cấp trong nháy mắt khiến bọn họ cũng giật mình. Xem ra Tề Châu này sắp trời trời rồi. Nội dung video tới đây thôi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy theo dõi kênh để xem tiếp nhé!